Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Vườn Ươm Hải Đăng. Như các bạn đã biết thì đối với nhiều gia đình, trong bữa ăn luôn phải có ớt cay để ăn kèm hoặc dùng để chế biến. Nhưng nhiều khi gia đình lại hết hoặc không thể đi mua được. Cũng do vậy mà bữa ăn của gia đình bạn sẽ kém ngon. Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc trồng một cây ớt cho trái quanh năm tại chính căn nhà của bạn hay chưa? Các bạn có thể tham khảo về quy trình kỹ thuật ươm trồng cây ớt của Vườn Ươm Hải Đăng sẽ giới thiệu với các bạn ngay sau đây. Trước tiên, để ươm trồng cây ớt thì chúng ta cần chuẩn bị hạt giống. Hạt giống ở đây mình có chuẩn bị hạt giống ớt chỉ thiên. Hạt giống đảm bảo chất lượng, độ đồng đều cao. Hạt không nếp, không mốc, không mối mọt, có độ nảy mầm cao. Và sau đó mình sẽ ngâm hạt trong nước ấm. Nước ấm ở đây là nước 2 sôi 3 lạnh. Mình có chuẩn bị ở đây một cốc nước nóng và một cốc nước lạnh. Mình sẽ hòa vào. Kiểm tra độ ấm trong cốc. Sau đó mình sẽ đổ hạt giống vào. Vì hạt giống ớt chỉ thiên rất là khô nên các bạn cần dìm xuống như thế này để hạt rơi xuống đáy. Đây. Sau đó mình ngâm như thế này khoảng 12 đến 24 tiếng đồng hồ. Rồi mình bỏ đây. Như vậy mình ngâm hạt khoảng 12 đến 24 tiếng đồng hồ đã xong. Sau đó mình chuẩn bị khăn ẩm hoặc là khăn giấy để vớt hạt ra và ủ hạt vào khăn giấy. Vớt xong mình cuộn lại. Sau đó mình sẽ nhúng vào nước. Sau đó chúng ta đưa cái ủ hạt mầm này vào, để trong bát hoặc là trong một cái cốc. Mình để trong đây. Mình để ủ khoảng 5 đến 6 ngày. 5 đến 6 ngày sau mình kiểm tra lại, xem khi mà hạt nảy mầm rồi thì chúng ta sẽ đem ra ươm vào bầu hoặc là ươm vào khay chậu. Như ở đây, hạt ớt chỉ thiên mình đã ủ được 5 đến 6 ngày. Mình sẽ đem ra kiểm tra cho các bạn xem. Đây. Sức nảy mầm rất cao. Sau đây mình sẽ đem hạt này ra khay ươm, bầu ươm để ươm vào khay ươm, bầu ươm. Mình tiến hành gieo hạt ớt chỉ thiên xuống khay ươm, bầu ươm. Ở đây mình có chuẩn bị bầu ươm ni lông và khay ươm. Lưu ý ở đây là chúng ta chọn đất. Đất cần phải đất tơi xốp, đất thịt pa cát nhẹ, đất mùn. Và khay ươm, mình lưu ý ở đây thêm là các bạn chuẩn bị khay ươm có đáy, có nố thoát nước nhằm đảm bảo trong quá trình tưới nước thì không làm thối hạt. Mình sẽ tiến hành ươm hạt vào trong khay ươm. Mình sẽ đặt hạt xuống đất. Chúng ta đặt hạt cách hạt khoảng 5 cm. Hoặc là để cho nhanh thì các bạn có thể rắc vái xuống đất. Sau đó mình sẽ phủ lên một lớp đất mùn pha cát, một lớp mỏng đất mùn pha cát. Và mình sẽ tưới ẩm cho đất. Chúng ta tưới hàng ngày, tưới khoảng 2 lần vào sáng sớm và chiều tối. Sau khoảng 15 ngày thì hạt sẽ nhú lên cây con và chúng ta có thể đánh cây con ra trồng trên chậu hoặc là trồng đại trà ngoài vườn. Thông thường thì ta sẽ trồng ớt vào 3 vụ trong năm. Vụ sớm từ tháng 8 đến tháng 9 dương lịch, vụ đông xuân từ tháng 10 đến tháng 11 dương lịch, vụ hè thu từ tháng 4 đến tháng 5 dương lịch. Chúng ta lựa chọn đất tơi xốp để trồng cây ớt. Để cây ớt sinh trưởng trong điều kiện tốt nhất, bạn nên bón một chút Super lân, một chút LBK cho cây để tránh sâu bệnh, cỏ dại, làm giảm hao mòn phân bón. Thì các bạn nên phủ lên mặt chậu hoặc mặt luống một lớp rơm rạ, hoặc các bạn dùng màng phủ nông nghiệp để phủ. Khi trồng cây, ta thường gặp phải một số bệnh như là bọ phấn trắng, sâu xanh đục lá, sâu xanh đục trái, sâu ăn tạp, bệnh héo cây. Đối với những loại bệnh này, chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin và sử dụng thuốc để ngăn ngừa bệnh cho cây trồng. Hy vọng những thông tin ở đây sẽ giúp ích cho các bạn muốn thử sức trồng cây ớt tại nhà. Chúc các bạn trồng cây vui vẻ và có thành quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các video clip tiếp theo.